Ví dụ như vậy là do cái vật liệu các bạn đo ấy, nó khó khăn hay là bạn lấy một cái trường hợp đặc thù nó nhiều, hay là trong tất cả trường hợp bạn đo cái vật liệu các bạn đều ra cái nền nó rất là nhiều như vậy. Cái thứ hai là thứ hai là cái thuật toán để xử lý là gì, trong này các bạn chưa trình bày được toán hoàn toàn, đi luôn vào kết quả. Và thứ ba, nếu mà nó đã cái nền của nó nhé, trên cái nền đấy mà nó đã đưa lên được các cái đỉnh rất là nhọn như vậy, thì nếu mà là một nhà phân tích thì có thể nhìn thấy ngay được, đúng không? Thì cái phần mềm các bạn này nó sẽ có ưu điểm gì so với cả chuyên gia phân tích? Ta nhìn ra nó có thể là già tất cả cơ sở dữ liệu để chọn cái phù hợp hay không, hay là các bạn phải chọn trước một cái và để hai cái nó khớp với nhau, hay là nó sẽ già lại tất cả thư viện của các bạn, chọn là cái phù hợp, hay là các bạn sẽ chọn chọn cái phù hợp trong thư viện mình hay hay chọn trước để cho nó khớp. Đấy, thì ba câu như vậy. Vâng, thì em xin nhảy lời câu đầu tiên, đó là Sao lại nhiều như vậy, đặc cho thù của cái slide của các bạn đấy, tại sao cái nền lại nhiều như vậy, tức là cái đặc thù của vâng, cái vật liệu là cái luôn luôn đo là nhiều nhẹ, hay là đây là là không, đây là cái mẫu mẫu này là hoàn nguyên nhiễu cái này mà không các bạn chọn cái mẫu nó nhiễu, vâng. còn bình thường đo thì nó sẽ không có cái phần nhiễu nền này, đúng không? Vâng. À, thực ra là cái phần nhiễu thế này thì bọn em có thể làm thưa bớt đi để cho người có thể sẽ cái này là mẫu nó bị nhiễu thế ạ. Lấy mẫu chuẩn, lấy một cái vật liệu chuẩn như là đá chắc thì nó làm sao có hiểu được. Vâng. Sắp thì nó sẽ trong khoảng thì có thực ra là các bạn ấy có một cái định rất là tốt, tức là từ từ câu hai gì à? À, câu hai gì? Hỏi lại thầy. Thế thầy thầy cho câu hai thuật toán trình bày à, thuật toán, thế thì mình xem thì cho xem video có mở xem video cũng được. Ừ. Thế thì cho em vâng, thế để em vâng, mở bọn thế em mở video có cái bọn em có cái phần chạy video, để đây em một chút. Đâu, chưa chưa được, chưa nhìn được. Chưa nhìn được. Hay là tắt cái đi. Tắt đi. Từ từ, nó đã bị lỗi, nó bị lỗi rồi. Lại đâu, phải lại đâu. Thế lại từ đầu. Ừ, thế dừng lại đi. Để lại đây ạ. Đây, đâu, dừng được. Cái đây, đây là bọn em bắt đầu xây dựng cái mình này. Tiếp. Ý. Đấy. Đây, thì đầu tiên là bọn em sẽ lấy dữ liệu ở trên Google Drive. Thì là các dữ liệu này. Các dữ liệu trên Google Drive bọn em đã up các cái file dữ liệu, file dữ liệu các mẫu, file y. Bây giờ thì bọn em chỉ sử dụng các file .xyz để phân tích. Mình đây là sử dụng công cụ là mình như các em là có sản phẩm đúng không nhỉ? Các em có sản phẩm đúng không? Dạ. Như con đăng ký sản phẩm gì ấy, vâng. Đăng ký sản phẩm là phần mềm cái gì? Trình bày đúng không? Hay là có? Nói chỉ là có anh Vy. Vâng, bọn em sẽ vâng là sẽ tìm các cái cấu trúc của các file đấy xong rồi khớp. Nhưng mà ví dụ như bản sắc là những cái rất là truyền thống rồi. Có vâng. từ lâu đời mình rồi, nhưng có những loại vật liệu mới, có rất nhiều các cái pha mà có thể mới.
Cái đấy thì không cần nói là mới được 10 năm rồi, gần đây cũng chút mới các loại mới thì khác. Vâng, cái đấy thì là bọn em là sẽ đang phát triển, mới đang phát triển. Vâng, thì chắc là trong một số cái thêm một số cái thử nghiệm nữa thì chắc là mới có thể làm ra được. Vâng, trước mắt thì bọn em mới đang xây dựng cái cơ sở dữ liệu cho nhóm sinh viên thép về cái hoàng ngữ quặng. Còn lại thì các cái dữ liệu về cơ sở dữ liệu mới thì chắc là sẽ phải nghiên cứu thêm và phát triển thêm. Ngày trình thể nam chưa thỏa mãn được. Em bị chị trình bày về cái làm nào để ta được cái phần mềm này. Tư duy lập trình của em là xây dựng ra phần mềm đó. Tư duy lập trình. Còn sau khi là lập trình ra thì phần này tư duy lập trình. Nói mà lập trình này. Đấy, để nó ra phần mềm. Anh cứ nói đi, chế đi, nói gì, nói gì chị chơi đấy. Nó đi chế tạo mẫu, em chế tạo mẫu xong bắt đầu đi đo kiểu đấy. Chứng minh cái việc chế tạo mẫu của em là chuẩn á. Anh cứ nói đi, đồ trên này ít tổ đấy, các bước này này, anh cứ nói đi. Anh cứ nói khó quá. Anh nói đi. Thế ngày trước có ý kiến gì mà chị biết? Chứ đi đầu vào lấy từ đâu? Dạ. Để đầu vào lấy đâu? Material. Không, em thì là đấy ạ. Vừa đấy là cơ sở dữ liệu bọn em xây dựng ba nguồn. Bây giờ thầy muốn xem cái của cái loại và sắt kim loại như thế nào thì là phải đi chụp trước xong mang đấy về cho đây ạ. Tất cả phải đi chụp chứ xong tất cả phải tích kết quả thôi chứ đúng không? Hay như là hay là thay máy X-ray luôn? Thay làm sao dùng máy X-ray? Phải có dữ liệu chứ. Vâng, phải có dữ liệu trước ạ. Phải có dữ liệu. Đây là có cái quả đây rồi. Cái này là cái bọn em chỉ là cái đó là kết quả công cụ đọc cái kết quả của cái đấy. Rồi. Cái này là thay được cái đấy. Cái này là kêu nó đọc ra cái gì chứ. Các bạn đây là một cái tool cùng báo cáo tool. Cái tool này có phải cài chưa? Là trên bay trên môi trường ảo. Tất cả vẫn là trên Google Colab. Cái này các bạn đăng ký sản phẩm thì các trưng bày sản phẩm là vâng, là chạy cái này. Chạy trên để vâng. Máy tính ở gian hàng kia thôi. Vâng. Cái sản phẩm cái tool ở trên cái đám mây của bạn đúng không? Vâng. Đó. Cái nào còn để không nếu mà không thì thôi cảm ơn các em. Dạ. Cảm ơn các em.